Ok, điện tử tò mò xin mến chào tất cả anh em nhé. Trở lại video tiếp theo, bên em xin được giới thiệu test thử chất âm của một cặp loa Mỹ. Vâng, trước mặt toàn thể các bác và anh em, đây là một cặp loa có tên là JBL và mã đầy đủ của sản phẩm là MM35. Thì với cặp loa này thì bên em đã làm một cái video về nội thất rất đẹp. Vâng, đây là cái căng. Anh em quan sát cái rãnh của nó được thiết kế ở rìa này, cái logo JBL này. Đây là những cái tấm gỗ họ thiết kế hai cái thanh gỗ này để làm cho cái căng này nó vững chãi khi chúng ta vận chuyển, rất là vững. Thùng gỗ vỏ ngoài bọc một lớp nhựa. Vỏ ngoài là vỏ nhựa nhé anh em nhé. Đây là nhựa, dòng nhựa cao cấp. Màu này nó là màu ghi. Nó là màu ghi. Rất đẹp. Đây là mã đầy đủ. Anh em nhìn này. Mã đầy đủ là MM35 này. JBL USA. Dòng này được thiết kế 4 cọc kẹp dây. Đấy. Đây là cái tay quay sách. Loa là rất nặng như anh em nhé. Loa rất nặng. Và trọng lượng cân nặng của mỗi thùng này nó rơi vào em áng áng là nó khoảng 45 kg. Và rất nặng. Bê là không bê được. Nó nặng 45 kg. Và em đo cái thông số của thùng này. Chiều cao của thùng là 90 này. Đấy. Và chiều ngang là 52. Vâng, chiều ngang 52 này. Đấy. Chiều sâu là 42. Đấy. Cân nặng là 45 kg, rất nặng. Vâng, với cái mã MM35 thì được thiết kế một bát 40. Và đây là một tép kèn này. Bát này sở hữu một chiếc từ 19x76 nhé. Đấy. Em báo giá luôn để cho anh em cân đối về mặt tài chính. Cặp loa JBL có mã MM35, một bát 40, một kèn, chất âm rất là hay. Bên em cam kết là loa còn zin nguyên. Đấy, giá 19 triệu đồng. Giá 19 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho bên em theo hai số điện thoại 0974637646 và 0918249265. Đấy. Chơi loa JBL thì chất âm nó rất là hay, nó là đẳng cấp. Đấy, đẳng cấp. Tiếng bát đánh rất sâu mềm, lời ca bay, các bác có thể hát karaoke, tiếng rất là bay, nhẹ. Anh em mà nghe nhạc cũng rất ok với dòng loa Mỹ, nó là đẳng cấp nhất. Tiếng tép nó rất là lẩy, nền nhạc sạch sẽ. Tình
đánh